Cảm ơn tất cả mọi người. Áo nào cũng xinh. Có xinh không ạ? Xinh thì mọi người đừng quên cho em một nút like và thả tim chia sẻ đùng đùng cho con bé nha mọi người ơi. Mọi người hãy đừng quên gì, đừng quên là chia sẻ cho con bé nó vui, nó rực rỡ nha anh chị ơi. Nó vui. Vui mà phải là rực rỡ mới chịu. Vui mà không rực rỡ là không chịu. Anh chị cho em hỏi cái màn hình nó có bị mờ không ạ? Anh chị cho em hỏi xem cái màn hình nó có bị mờ không? Để coi xem hôm nay chúng ta sẽ làm được điều gì, đúng không anh chị? Nào, đó là bài hát đầu tiên anh chị chúng ta vừa nghe, ca khúc được mang tên với tựa đề đó là Xa Em Kỷ Niệm. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất Nguyệt khi anh tuổi đôi mươi. Sai lầm lớn nhất của anh là gì? Đánh mất Nguyệt nhé. Đó, sai lầm lớn nhất đó, đó là đánh mất Nguyệt. Mọi người ạ, sai lầm lớn nhất đó là đánh mất Nguyệt nha mọi người. Không để anh chị chúng ta chờ đợi nữa, đến bài hát được mang tên với tựa đề Sai Lầm Của Anh. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ anh cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời. Anh thường oán trách em rất nhiều, sau ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sau ngày ấy để anh ôm chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới yêu, anh cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan, dám gửi phần cho anh mang. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời đó là gì ạ? Không thả tim, không like và chia sẻ cho con bé nha mọi người. Đó, đó chính là cái sai lầm lớn nhất của mọi người đó nha. Em chào tất cả các anh chị mới vô ạ. Rất nhiều, sau ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sau ngày ấy để anh ôm chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới yêu, anh cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan, anh nào dám gửi phận cho anh mang. Sai lầm lớn nhất chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất Nguyệt khi anh tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chứ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh
anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Trời ơi, được lên nào, trên này like thật là vui anh chị ơi. Anh chị ơi, chia sẻ cho em đi ạ. Hello chị Thầm, chị Thầm Trần. Hello chị Anh Hoàng Bích Cùng, chào chị Khuất Ngọc Anh, em chào chị Nga Hà, em chào tất cả các anh chị đang có mặt trong like của em nhá. Bằng 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 say. Em hát cái bài này cho anh chị chúng ta nghe nhá. Để em hát cho bài anh chị chúng ta nghe cái bài này này. Cái bài này phải nói là sao ạ? Nếu em nói nhớ không nhầm thì bài hát này là một bài hát sao? Rất là lâu rồi mà bây giờ không biết là nó còn ở cái trong này luôn không ấy. Tại vì hồi trước ấy, em có đào cái bài này. À, cảm ơn tất cả các anh chị nhá. À, mà mình không biết bây giờ nó nằm ở đâu rồi. Cái bài này phải nói là rất lâu rồi, tự nhiên em chợt nhớ ra thôi. À, đây rồi. Tăng tăng, em hát bài này cho anh chị chúng ta cùng nghe nhá. Một ca khúc này là lâu lắm rồi đó. À, một ca khúc rất là tuyệt vời đúng không anh chị? 12 giờ gửi tặng tất cả các anh chị yêu thương. Cảm ơn tất cả mọi người. Đó là bài hát được mang tên với tựa đề 12 giờ. Để em coi tất cả các anh chị. Hello chị Nguyễn Nguyệt nha. Chào chị Tiết Trần. Tuyệt vời, cảm ơn anh Nguyễn Công, cảm ơn chị Nguyễn Phương yêu dấu. Mọi người ơi, chia sẻ like cho em nhé. Hello tất cả mọi người ơi, nếu mà yêu quý em hãy theo dõi fanpage của em với nhau mọi người. Đừng quên là ấn like, thả tim và bình luận, chia sẻ giúp cho con bé nha anh chị ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay mình sẽ hát cho mọi người chúng ta, đọc rap cho mọi người chúng ta cùng nghe nhé. Nay mình chiêu chiêu những cái bản nhạc khác khác nè. Hôm nay em sẽ hát cho mọi người chúng ta cùng nghe nhé. Một bài hát khá là tuyệt vời. Bài hát được mang tên với tựa đề hôm nay mình đọc rap cho mọi người chúng ta cùng nghe nè. Chuyện bao nhiêu yêu thương này mới xa. Bài hát này được mang tên với tựa đề là Thu Cuối nhé. Bài này nó cũng liên quan tới Hà Nội nè mọi người. Mọi người sẽ hát mấy cái bản nhạc chiêu chiêu cho mọi người chúng ta cùng nghe nhé. Chưa bao nhiêu thương này biết xa. Gần năm mươi khi thu đời em qua. Đã từng ngọt ngào giờ nhìn đắng cay vì ai. Vâng, tạo em là gió vương. Trên vì ai là dân con phố nhỏ. Nhẹ nhàng đổ đầy mơ hoa sự đó. Nghe xung quanh âm thanh vào lời sâu thân quen. Trong mơ như ngơ ngơ vô vơ một lá vàng nhẹ nhàng. Dù mùa thu không còn yêu anh nữa. Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương. Anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em. Một thu đó anh có em. Vậy có sao giờ hơn một năm trôi qua người đã cách xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa. Và mùa thu đến anh không còn em nữa. Có lẽ nào em vội quên đi. Và có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông anh đi xa mất. Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất. Có lẽ nào anh phải tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ. Và anh mất em rồi thì đến vật đi. Như những gì đã sắp đặt trong giấy trắng đâu thể mở đi. Từng màu buồn của nắng. À ơi vu vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng. Em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào bao nhiêu cố gắng. Có hay không những biết thèm trong con tim anh cần một khoảng rộng. Đến lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa. Là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa. Anh yêu em thật nồng nàn như một định lý đã muôn thuở. Yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều. Em là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu.
Nhiều đêm dần vật tự gắng mình không hiểu, làm những yêu thương chưa qua trong anh nào thật nhiều. Không lý do nào đã khiến em cùng người đó gặp mặt rồi vội yêu. Cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt, không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai em thật chặt. Cảm xúc bỗng nhiên chết lặng, đồng tây ghé nhắn anh rằng thu cuối rồi cũng quay nhanh cuốn theo cơn gió lặng lẽ hòa tan vào trong một buổi chiều mưa vắng. Lẽ đôi chân mơ vơ anh đang ngủ đắng thật nhiều, sao anh không ăn nước mắt nhạt nhòa, đành ôm bờ vai lạnh cuối thu cho em thêm ngâm ngùi, cho yêu thương bao phút bay, cho bao nhiêu thương mãi xa, mà xa tới tận chân trời. Có lẽ nào em vội quên đi, và có lẽ nào em đưa một thu đi, có lẽ nào một thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông ai đi xa mất, có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất, có lẽ nào anh về tu như rằng chỉ là một giấc mơ và anh mất em rồi. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm, cũng chính là lúc ôm em thật chặt băng qua một nẻo phố cổ ta thường đến. Nhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau mình không tên, giật mình chợt nhớ anh không thể gửi đến. Chỉ là giấc mơ của em đềm trọn vẹn một vòng tay dịu em, rồi cứ ban mắt vu vơ ngẩn ngơ chờ đông tới. Liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời, ta cũng đâu ngờ sau bao ngày chờ đợi, bài hát cất lên về thu Hà Nội sẽ theo cùng em nhưng cùng hình bóng mới. Thế nào ạ? Đó, nhiều khi chúng em đọc rap nghe cũng được đúng không ạ? Tuy là nó không được hay lắm nhưng mà em nghĩ là cũng tạm ổn đó mọi người. Tình thoảng thay đổi chương trình, em rap thì cho nó vui. Dạ. Ôi em hát nhiều nên là nó bị mệt nhiều mọi người. Hôm nay em hát cho mọi người nghe vài những bài hát lạ lạ tí cho mọi người nghe cho nó đỡ chán nhá. Chưa hát mãi những cái bản hát kia mọi người sợ mọi người chán nè. Chợ mọi người sẽ cảm thấy rất là chán. Sợ mọi người sẽ cảm thấy rất là chán nha mọi người. À đừng quên chia sẻ với mọi người, đừng quên là để cho da mặt chúng ta bị khô nha mọi người ơi. Hãy thường xuyên là dưỡng ẩm cho da mặt của mình nhá, để da mặt của mình luôn luôn căng bóng một cách tuyệt vời nhất nha anh chị nha mình. Nhớ là phải dưỡng da nha anh chị ơi. Trời nắng như thế này mọi người nhớ dùng kem chống nắng nè. Đó, đừng có quên kem chống nắng nha mọi người. Và đừng quên là gì? Là quên xịt dưỡng ẩm nha mọi người ơi. Lúc nào xịt để cho cái da của mình nó được căng bóng nè. Nó không bị khô. Bởi vì bị khô thường thường cái da nó bị khô là nó hay mọc mụn luôn. Nó mà khô quá nó cũng mọc mụn, mà ướt quá thì nó cũng mọc mụn. Nên là chúng ta hãy cố gắng nha, bảo vệ làn da của mình nha các chị đẹp ơi. Hôm nay em sẽ hát cho mọi người chúng ta nghe một vài ca khúc chiêu chiêu buồn buồn nha mọi người nha. Thay đổi không khí vì những cái bản nhạc rộn ràng quá thì hôm nay mình sẽ hát cho mọi người chúng ta nghe những ca khúc trước đây là lâu lắm rồi. Bây giờ sẽ hát lại. Cô đơn sữa. Cô đơn giữa cuộc tình. Cô đơn giữa cuộc tình. Mọi người chiêu cùng với em nè. Yêu quý em đừng quên là chia sẻ live stream nha mọi người. Em cô đơn quá giữa bao chuyện của đôi ta. Em thấy sợ hãi hai chúng ta đang trôi về hai nơi. Bao lâu ta đã chẳng còn thể nói với nhau. Trong em là bê tan những ý suy cứ chồng chéo lên nhau. Giờ đây đôi ta đã lớn, giờ đây ta cứ như hai người xưa. Dù còn yêu và yêu, dù ta vẫn luôn dành tất cả cho nhau vậy thôi. Nhưng đêm về giật mình nhận ra mình đã xa lớn.
còn tiếng tổn thương. Khi người ta cô đơn, chẳng còn niềm tin ai mơ mộng chi. Đôi tim xưa thấy nhau, nay đã khác nhịp rồi. Cùng Minh Nguyệt nha mọi người. Cô đơn giữa cuộc tình. Giờ đây đôi ta lạ lẫm, giờ đây ta cứ như hai người xưa. Dù còn yêu và yêu, dù ta vẫn luôn dành tất cả cho nhau vậy thôi. Nhưng đêm về giật mình nhận ra mình đã xa lắm. Khi người ta cô đơn, trái tim mong manh chờ đến yêu mến. Sắt đá bên ngoài để che giấu khi con tim tổn thương. Khi người ta cô đơn, chẳng còn niềm tin ai mơ mộng chi. Đôi tim xưa thấy nhau, nay đã khác nhịp rồi. Em đã sống với nỗi cô đơn trong em dường như quá. Giờ đây đã như là một thói quen, cố kìm nén cảm xúc giấu vào trong tim mãi mãi về sau. Đến lần em còn mất nhau sẽ không thấy tuyệt vọng. Lần em còn mất nhau sẽ không thấy. Nếu có không thấy mất nhau sẽ không thấy tiền vào. Lỡ không thấy mày, mọi người biết bài này bài gì không ạ? Bài này là một bài cũng khá là lâu rồi. Bài hát được mang tên với tựa đề là Cô đơn giữa cuộc tình. Một bài hát phải nói là sao ạ? Cách đây rất là lâu rồi mà em cũng đã từng live stream và hát ở trên Facebook. Hả? Hồ Ngọc Hà, à, bài này ca sĩ không ạ? Đụng hôn đánh rơi. À để mình hát thử bài nụ hôn đánh rơi xem nhá. Biết hát được không? Nụ hôn đánh rơi. Xong có trong này nhỉ? Nụ hôn đánh rơi đúng không ạ? Lâu lắm hát bài này, biết hát được không? Hôm nay có vẻ giọng hơi yếu yếu nhỉ? Nụ hôn đánh rơi. Biết hát được không? Để em thử nhá. Có ai đó yêu cầu bài nụ hôn đánh rơi ấy. Để em thử có hát bài này được không nào. Anh chị ơi, mọi người yêu quý em chia sẻ cho em nha. Vỗ tay cái anh chị ơi. Hôm nay mời các anh chị chúng ta chiêu cùng với Minh Nguyệt nhá. Ủa? Đó là ca khúc được mang tên tựa đề là gì ạ? Nụ hôn đánh rơi, cái bài này lâu lắm rồi em không hát đấy. Lâu lắm không hát. Ý anh đã hiểu tình em. À, cảm ơn chị Lê Lê này. Mọi người có theo dõi fanpage của em chưa? Ấn thích trang theo dõi fanpage của em với nhau. Để em hát cho mọi người nghe. Chúng ta có nhiều bài hát lắm nhưng mà thực sự là bởi vì là hình như hôm nay hơi em cũng không được không được khỏe lắm này. Hình như hôm nay hơi của em mình không được khỏe lắm á. Nhưng không sao nhá. Này ra cho mọi người chúng ta nghe một vài những cái ca khúc mà gì à? Mong manh
tình về. Hôm nay chúng ta relax đi anh chị. Nay chúng ta relax. Mọi người đừng quên chia sẻ like cho em nè, để em coi xem có những ai trong này mọi người chưa chia sẻ cho em kia. Em chào chị bà ngoại Gia Khánh, em chào chị Khánh Trần, chào anh Huy Vương, chào anh Tuấn Nguyễn. Mọi người ơi, ấn thích và theo dõi fanpage của Minh Nguyệt nha. Em thấy mọi người còn chưa chia sẻ mấy cả nhà mình ơi, ấn tim, ấn thả like giúp cho em kia. Mong manh tình về. Chiều hôm nay Minh Nguyệt chiều cùng mọi người. Hôm qua đi tập tập thể dục mọi người, tay chân nó đang bị hơi cuồng, tay em đang hơi cuồng cuồng. Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua, khi anh lang thang bên em đường chiều nắng xa, nghe trong lòng anh còn bao lời cảm ơn, lời xin lỗi. Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi, tin yêu em trao cho anh mất đi sau đây, nghe bao yêu thương lâu nay giận lòng cố quên, giờ lại thiết tha. Lộng lẫy sương du trong đêm một màu mắt nâu, ánh mắt đây vẫn chất chứa cả trời ước mơ. Anh mơ tay trong tay nhau mình lại như trước từng xa cách. Cho anh hôn đôi mi em mất bao đêm rồi, cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em về, cho anh yêu em hơn xưa. Ngày buồn đã qua, giờ lại có nhau. Nhớ ngày nào mình dần hơn nhau phút ngày khờ, lời nói lỡ mang đi tình yêu, trách sao để mất nhau. Thế rồi một ngày kia nhận ra biết ta vùng dậy, người đã đến cho anh quên đi nỗi đau ngày đó. Bao nhiêu cơn mơ mong mơ chỉ để thấy em, bao nhiêu môi hoa dưa ngọt ngào vẫn đây, miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên thế. Nắng vẫn âm âm gió hát đường chiều phố quen, ngày mong manh như xưa giờ lại vẫn vương, dù dương đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say. Thực ra là em rất là thích hát nhạc buồn đấy mọi người, được thả hồn vào bài hát ấy cảm thấy nó rất là phiêu phiêu cả nhà. Em lên giờ này một lát hát một lát cho mọi người nghe. Hello anh Huy Vượng, hello chị. Cảm ơn tất cả các anh chị, là chị Lê Mi Lệ, Lưu Lê Lệ. Lúc lanh sương du trong đêm một màu mắt nâu, anh mơ tay vẫn chất chứa cả trời ước mơ. Anh mơ tay trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách. Cho anh hôn đôi mi em mất bao đêm rồi, cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy, cho anh yêu em hơn xưa. Ngày buồn đã qua, giờ lại có nhau. Nhớ ngày nào mình dần hơn nhau phút ngày khờ, lời nói lỡ mang đi tình yêu, trách sao để mất nhau. Rồi một ngày kia nhận ra biết ta vùng dậy, người đã đến cho anh quên đi nỗi đau ngày đó. Bao nhiêu cơn mơ anh mơ chỉ để thấy em, bao nhiêu môi hoa dưa ngọt ngào vẫn đây, miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên thế.
nắng vẫn ấm áp gió hát đường chiều phố khoe hương ai mong manh như sương giờ lại vẫn vương dù dương đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc a à, tình đắm say. Mọi người thích nghe remix à? Có nhiều người cũng thích nghe remix đó. Để em đọc comment của tất cả anh chị nhé. Mọi người ơi, chia sẻ livestream cho em chưa? Nói hay hay mà em thấy nhiều anh chị chưa chia sẻ cho em kìa. Ai mà còn ấn, ai còn chưa ấn nút thích và theo dõi fanpage của Minh Nguyệt và Duy Trinh thì mọi người chúng ta theo dõi nhé. Cả nhà mình yêu ơi, cả nhà mình yêu, có 16 tháng 6 này thì em sẽ ra Hà Nội đấy mọi người, cùng với DC Beauty tổ chức tại Hà Nội nè. Có anh chị nào chúng ta muốn tham dự, đây là một chương trình tri ân khách hàng của DC Beauty này, có anh chị nào chúng ta muốn tham gia chương trình này không ạ? Và chúng ta sẽ gặp gỡ giao lưu với nhau vào tối ngày 16 tháng 6 tại khách sạn Marriott tại Hà Nội nhé mọi người. Thì anh chị nào chúng ta, đây là một chương trình tri ân khách hàng. Chính vì vậy mà nếu như anh chị nào chúng ta muốn có vé để tham dự thì hãy nhanh tay inbox cho Minh Nguyệt vào, hoặc là chúng ta theo dõi trực tiếp kênh của Duy Trinh nhé. Đó là kênh của sếp em đó mọi người. Thì mọi người chúng ta theo dõi trên kênh đó. Bởi vì bình thường thì ngoài cái thời gian mà em like trên này ra thì buổi tối ấy, thường thường là em sẽ like ở trên kênh của Duy Trinh hoặc là cái kênh fanpage tức là Đinh Duy Trinh hoặc là DC Beauty. Thì mọi người chúng ta có thể yêu thích cái giọng hát của em thì mọi người chúng ta có thể theo dõi fanpage của Minh Nguyệt, theo dõi fanpage của Duy Trinh, Đinh Duy Trinh, DC Beauty vào buổi tối tầm 7 giờ, 9 giờ. Và buổi trưa là tầm 11 giờ thì sẽ có rất là nhiều bạn chúng ta sẽ trình bày những ca khúc rất là hay để gửi tặng tất cả các anh chị nhé. Đó. Đó mọi người, chúng ta muốn gặp gỡ giao lưu thì ngày 16 tháng 6 tại Hà Nội nhé mọi người. Em hát ballad hay lắm, em cảm ơn chị Hoa Hương Dương. Cảm ơn cô Ánh Tuyết Phùng. Hát nhạc.